Mịt thứ checking nghe giãn cách ai ở đâu ở đấy 14 tháng 8 2021. Trong video ngày hôm nay, ở phần cuối, Mịt thứ sẽ mời mọi người lên vỏ lại lướt sóng trên sông, trải nghiệm một cảm giác mát lạnh giữa những ngày hè nắng nóng. Và sau đây là phần tin vắn tại tỉnh Kiên Giang mà bà con cần biết được Mịt thứ cập nhật trong ngày hôm nay. Trước tiên là thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang. Theo Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 13 tháng 8 đến 18 giờ ngày 14 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 9.710 ca ghi nhận trong nước. Tại tỉnh đã ghi nhận 32 ca mắc COVID-19 và 1 ca tử vong. Theo số liệu cập nhật từ Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, tính đến 7 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2021, tỉnh Kiên Giang có tổng số 590 ca mắc COVID-19. Từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 có 408 ca. Đã xuất viện 290 ca, tử vong 4 ca. Hiện đang điều trị 296 ca, trong đó có 5 ca nặng. So với lần giao ban trước ngày 12 tháng 8 năm 2021, số ca mắc đã tăng 60 ca. Cụ thể, huyện Châu Thành tăng 37 ca, thành phố Rạch Giá tăng 12 ca, bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng 4 ca, Dòng Riền tăng 4 ca, huyện Vĩnh Thuận, huyện Gò Quao, huyện U Minh Thượng, mỗi huyện tăng 1 ca. Và cũng theo báo cáo này, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang đã cho biết, trong 14 ngày gần nhất có 249 ca mắc mới, tỷ lệ mắc là 14,4 trên 100.000 người, trong đó có 100 trường hợp phát hiện trong cộng đồng, qua đó đánh giá mức nguy cơ của tỉnh như sau. Huyện Châu Thành có mức nguy cơ rất cao, vùng màu đỏ, do có hai xã nguy cơ rất cao là Dục Tượng và Mông Thọ B, với tổng cộng là 72 ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Ba xã thị trấn nguy cơ cao là Vĩnh Hòa, Vĩnh Hòa Phú, Vĩnh Hòa Hiệp, mỗi xã có một ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Thị trấn Minh Lương ở mức nguy cơ cao do giáp ranh với phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá. Thành phố Rạch Giá ở mức nguy cơ cao, vùng màu cam, do có phường Vĩnh Lợi ở mức nguy cơ rất cao vì có chùm 7 ca bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Phường Vĩnh Lạc và phường Rạch Sỏi nguy cơ cao do giáp ranh với xã Dục Tượng, huyện Châu Thành. Huyện Gò Quao ở mức nguy cơ cao, vùng màu cam, do có thị trấn Gò Quao ở mức nguy cơ rất cao vì có chùm 4 ca trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Huyện Vĩnh Thuận ở mức nguy cơ, vùng màu vàng, do có 15 ca trong cộng đồng xác định được nguồn lây, tỷ lệ mắc là 18,15 trên 100.000 người. Thị trấn Vĩnh Thuận ở mức nguy cơ do có 15 ca cộng đồng xác định được nguồn lây. Huyện Tân Hiệp ở mức bình thường mới, vùng màu xanh, có 1 ca trong cộng đồng xác định được nguồn lây, tỷ lệ mắc là 0,79 trên 100.000 người. Xã Thạnh Trị ở mức nguy cơ cao do giáp ranh với xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành là vùng đỏ. Xã Thạnh Đông B ở mức nguy cơ do có 1 ca mắc cộng đồng xác định được nguồn lây. Các huyện thành phố như thành phố Hà Tiên, huyện Giang Thành, huyện Kiên Lương, huyện Hòn Đất, huyện An Biên, huyện An Minh, huyện U Minh Thượng, huyện Dòng Riền, thành phố Phú Quốc, huyện Kiên Hải ở mức bình thường mới, tức là vùng màu xanh. Như vậy, toàn tỉnh Kiên Giang có một vùng nguy cơ rất cao là huyện Châu Thành, hai vùng nguy cơ cao là thành phố Rạch Giá và huyện Gò Quao, một vùng có nguy cơ là huyện Vĩnh Thuận và 11 huyện ở mức bình thường mới. Do vậy, tỉnh Kiên Giang được xếp loại ở mức nguy cơ, tức là vùng màu vàng, do trong 14 ngày số ca F0 đã vượt tỷ lệ 1 trên 100.000 người. Và một tin tức khác về tình hình dịch bệnh COVID tại tỉnh Kiên Giang rất đáng được lưu ý mà Mịt thứ đã cập nhật được trong ngày hôm nay. Là theo cổng thông tin Đảng bộ tỉnh Kiên Giang cập nhật theo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về công tác phòng chống dịch COVID-19 có nội dung như sau. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 từ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến ngày 25 tháng 8 năm 2021 theo phương án. Cụ thể, những địa bàn được xác định là vùng xanh thực hiện giảm mức độ giãn cách xã hội từ chỉ thị số 16 xuống chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi xã.
và những địa bàn được xác định là vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng phải tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh xác định cụ thể và quyết tâm chỉ đạo bảo vệ thật chắc vùng xanh, có biện pháp lộ trình cụ thể chuyển vùng vàng và vùng cam thành vùng xanh trong thời gian ngắn nhất, khoanh chặt thu hẹp vùng đỏ, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trước ngày 25 tháng 8 năm 2021. Lãnh đạo chặt chẽ việc tiếp nhận người dân Kiên Giang trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo an toàn, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Và đối với các địa phương được xác định vùng xanh, bằng các biện pháp kiên quyết giữ được vùng xanh, tập trung chỉ đạo khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng biện pháp theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc để bù đắp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vừa qua. Và tiếp theo, Mỹ Thứ sẽ cập nhật một số hoạt động thú vị của bà con huyện An Minh trong những ngày giãn cách vừa qua. Những ngày giãn cách, bạn đã làm gì? Và hình ảnh mà mọi người đang xem là bà con tại xã Thuận Hòa đi thăm vuông kết hợp với câu cá trên sông, nơi khu vực canh tác nuôi trồng. Tại trung tâm thương mại thị trấn thứ 11, một số bà con đã tận dụng thời gian rảnh rỗi này để kinh doanh online, bán hàng qua mạng mà phần lớn là nông sản, thủy hải sản, giao tận nhà với số lượng có hạn. Không đen phải không? Đấy, đấy, đấy ơi. Đấy, 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 đấy. Đây mượn ấy. Lấy con bự nó dễ. Mày lóc đen không? Nít nó nhọn phải không? Đúng rồi. Lóc đen nó dễ. Rồi, hiểu rồi. Rồi, ok. Được đăng ký đi. Không tại dùng đâu, nước ngọt của mình nước ngọt. Một ký 60 ngàn không chế? Vậy là cấp. Anh ta dùng nước ngọt, còn đây dùng nước mặn, nó lợi lợi, nó thì nó có con này nhưng mà nó sinh sản ít nhưng mà nó không ngon. Tại nó nhìn ăn nó thấy nè. Này bà Hải quen mày, nó thương linh bán mày biết trời này, dân thơ. Cho em ký đi chứ. Lấy là thử đi ha. Dạ. Ngày mai có không? Em luộc á. Anh để anh gặp, anh mua để về nhà để khô chặt lòng, nó ký đỡ cho thơm. Thôi mua nhiều quá gì bị la đó chứ. Đó, dạ. Đó thằng nào? Trời ổng là ổng là áo xanh đó. Đó nó đang là giữa cá của anh mà ổng mua ốc con ăn đông lắm mà. Đấy là anh đủ không mua đấy. Ổng nè. Ổng để em suy nghĩ lại là gì nè. Trời ổng giữa cá luôn á, giữa ốc luôn á. Chủ nhà con đi đang lửa cho chế nè. Đang lửa cho chế nó nhiều chùa trong dãy ha. Nè giữa cá mà đâu có ốc. Thì cũng ốc vậy, ốc mà ốc biển. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là chị Thùy ngụ tại thứ 9 rưỡi, xã Đông Thạnh đã chia sẻ với Miệt Thứ. Chị hào hứng nói, hôm nay đi vườn nhà mẹ cách một cây cầu thôi, là cây cầu vườn thứ 9 rưỡi đó, để thu gom rau củ quả nhà chồng để dành mà ăn trong những ngày tới. Sống dày luôn rồi đó. Cái nhà lá vườn nghe. Còn đây là anh Công và chị Ngân. Anh Công thì quê ở Thái Bình, chị Ngân thì quê ở Thanh Hóa nhưng sinh ra ở tại thứ 11. Anh Công vào Miệt Thứ thì gặp chị Ngân và cả hai cùng lập gia đình. Công việc trước đây của anh Công và chị Ngân là buôn bán quần áo tại chợ thứ 11. Mua đâu đấy? Trong nhà nội nè. Trong nhà nội hả? Nhà nội đâu nè? Trong đồ cái khác á. Trời xiên chưa bà con? Hai anh chị tuyệt vời. À, là làm chuồng gà cho mấy con gà này phải không? Có hai gà con ngoài, có mua hai gà ngoài. À, mới mua hai con gà nên là phải làm cái chuồng gà.
Hello, hello cưng. Em gà. À, cho hai gà này phải không? Hai gà trắng này phải không? Tức là bây giờ là mình chăn nuôi luôn hả? Ở đây thường ngày là cái tiệm rửa xe nha bà con. Bây giờ chuyển sang chăn nuôi. Xuất sắc, giải pháp cho mùa dịch. Ngoài chăn nuôi thì còn trồng hàng loạt những rau, hàng xa số các loại rau. Cái này mình trồng khoảng mười mấy ngày là mình ăn được rồi không chị? Bây giờ mà tiếp tục chỉ thị 16 thì anh chị thấy sao nè? Chết luôn ở nhà, nhà hai người lấy hết. Vẫn bình thường thôi, bây giờ nhà có gà, có rau rồi tha hồ. Nói chung là bây giờ nếu mà chỉ thị 16 nữa thì vẫn vui vẻ. Xung quanh nữa. Là lưới đó đúng không? Lưới đó nó bao xung quanh nữa. Bán quần áo cũng được, rửa xe cũng được đó mà. Từ lúc dịch giờ ở nhà luôn. Xuất sắc ha. Rồi cái chuồng này nuôi được bao nhiêu con gà trời? Chục con. Nhỏ nhá chục à. Vào phần cuối của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ phượt trên sông bằng vỏ lại với bạn Khải Nghiêm. Chia sẻ với Miệt Thứ, bạn Khải Nghiêm cho biết hôm nay là đi thu mua hàng tại các ấp của xã Thuận Hòa đó anh, để em chở ra xã Nam Thái ở An Biên rồi lên xe tải về Rạch Sỏi bán cho các bạn hàng ở thành phố Rạch Giá. Các mặt hàng hiện có tại xã Thuận Hòa tụi em trong thời gian này là tôm thẻ, cá thì có cá chẹm, cá đối và cá nầu. Giá cả thì cũng tùy theo lúc à anh, chứ nó cũng không có ổn định. Giá lên thì mình có chút định, còn giá xuống thì anh hiểu rồi đó. Phi ơi, đang phi đuôi nhỏ à?
Ở đây nè. Bớt ra đây. Tắt ơi, trả số lại, dở móc lên. Dở cái chiến dịch lên. Chạy hết tắt luôn chạy. Ai muốn xe máy thì liên hệ thằng này nha. Thằng này nó bị F0. Đúng rồi. Dính lại. Không rồi. Một ngày vậy. Một. Lấy vỏ test mẹ nó. Sao ấp vô là 12 mà. Ấp xéo chơi. Bữa một. Trời ấp nổi nó đâu đó trời. Sáng nghĩa chạy gió đâu vậy? Sao ngon lạnh chưa? Từ một mà đủ mẻ có hoài trời. Nè. Ta cầm lại lấy sợi chơi. Coi đi. Con quỷ nhỏ. Ở đâu? Cầm tinh tế cho nó đi. Cầm mình sáng lắm. Nếu có coi trực tiếp không? Còn sáng không? Thử vòng ấy. Sáng kia đó. Thử gì chưa? Trời gắn vô này trời. Dữ lắm hả? Mày mày cầm cái tao quay chạy một cái rồi sáng nước kìa. Chạy đi. Đi sợ mày mất chắc. Đi. Thôi khỏi không ai đi cho tao vô tao rồi. Hả?